Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì Tẩn tiến hành một cái ca, đó là làm lại cái chân ốc của con máy cưa này. Con này thì nó dạng như là máy 5002 rồi, với con máy KV750 đây nha. Thì những cái dòng máy như thế này mà bị tuôn ốc chân á, thì anh em chỉ cần liên hệ với mình là mình sẽ giúp anh em xử lý một cách rất là đơn giản anh em. Đó. Đầu tiên thì mình sẽ tháo cái phần cái miếng này ra nhé. Cái miếng này là cái miếng để chặn cái bơm nhớt. Đó. Mình sẽ xịt sơ cái phần này đi. Rồi cái con này á, thì cái chân ốc nó đang bị nhổ ra như này nha. Đó. Siết quá tay là nó nhổ ra ngoài luôn. Thì anh em không cần phải sơ mi vào trong này trước rồi anh em mới vặn cái chân này vào, mà anh em sẽ dùng cách là bỏ hẳn cái chân này luôn. Mình bỏ cái chân này luôn nhé. Thì có rất là nhiều loại chân 9 ly, chân 10 ly. Nguyên bản của nó đây là nó đang xài là chân 8 ly, thì bây giờ mình sẽ lên cho nó là chân 9 ly nhé. À, cái chân này là chân 9 ly. Chân 9 ly này nó sẽ có một cái gờ. Đó. Cái đầu ngoài này là 8 ly, phần bên trong này là 9 ly. Mình vặn thẳng trực tiếp vào đây luôn anh em. Đây nó có một cái gờ để nó không có bị chui tụt bên trong. Đó, mọi người thấy là cái chân này nó cũng vậy. Đó. Và cái đây khi mà lên 9 ly rồi nó sẽ có một cái gờ nha. Mình sẽ dùng cái mũi khoan mình âm nhẹ cái mặt nó xuống một chút xíu. Đây mình sẽ phá ra một chút xíu. Âm nó một chút thôi mọi người. Mình âm để cho cái G này nó xuống thôi. Bây giờ thì tiến hành đưa nó vào ấy. Rồi cái này mình vặn trực tiếp vào luôn, không cần phải sơ mi mà cũng không cần taro, nó đã có mũi taro sẵn rồi nha nhé. Đây anh em lấy cái này, anh em lấy đồ vặn ngược lại là được nhé. Anh em đưa siết ngược này, khóa cứng lại, ok nó lại. Rồi ok, vậy là anh em có một cái đầu để vặn vào nhé. Bây giờ dùng cái đầu tip này vặn vào luôn. Cái này yêu cầu là làm chậm nhé, làm chậm để cho nó ngay cái chân, nó không bị nghiêng nhé. Vì cái mũi của nó là vừa là mũi khoan vừa là mũi taro, anh em làm nghiêng là nó sẽ đi lệch hết đấy.
Đó, nó đang là mũi 8 anh em, đang là lỗ 8 anh em lên lỗ 9 anh em. Đừng lên 10. Lên 10 thì nó căng, rất là căng. Muốn ra thì mình mở con trong nhé. Vào thì xích con ngoài. Vặn vào, rồi nếu mà thấy nó cứng mọi người mở ra cho nó một tí xíu để cho nó thoát cái phôi nhé. Ây da. Nó vào gần hết rồi mọi người. Đó, khi vào hết thì nó nhẹ nhàng hơn chút này. Rồi. Cứng luôn. Cứng khư luôn, như zin luôn. Không thấy không, nó đâu cần phải taro đâu, cần phải đóng sơ mi đâu. Thậm chí nó còn ngon, cái loại chân này nó còn ngon hơn cái chân rim của nó nữa. Ông siết ra nó phải, nó phải bình tĩnh thôi. Siết là siết đâu, siết là biết căng quá. Mấy hôm đấy cắt xong cái tí phải bắt đầu mới kia để tăng lại ấy thì ra bảo luôn cháu, bảo là cháu bảo mang ra đây, người ta đã mang nó lại sang chờ đến. Em bắt đầu mới chờ đến thấy nó thế là tôi mang ra. Nó lỏng á thì mình còn siết vào được, chứ nó cháy rồi ấy là phải làm lại. Như hồi nãy mình âm nó xuống hơi ít anh em. Rồi, để lại nó là như vậy. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng cái bộ chân ốc này thì cứ liên hệ với mình nha. Mình có đủ cho tất cả máy Estin, từ Estin 170, 180, 250, 024, 026 hay là 028, cho đến những dòng 660 luôn, và những dòng máy Huona hoặc là những cái dòng máy cưa 5002, máy Trung Quốc, máy KV, máy liên doanh như thế này, tất cả mọi thứ thì anh em cứ liên hệ, mình sẽ có để cung cấp cho anh em nhé. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại video tiếp theo nha.